lòng ta náo nức đón mùa xuân sang. Rộn ràng bên nhau có hoa thơm ngát, vòng tay bạn bè đưa ta vào đời. Lời ca ngân nga trong tiếng gió về, mùa xuân mênh mang tô thắm đất trời, gió tung lên trời gặp nắng trong veo. Niềm vui theo em mỗi bước đến trường, đường đi thanh thang trên những chân trời, màu hoa muôn thuở ngát ngát hương đời. Ngọt bùi cho nhau tuổi thơ tím ngát, lòng ta náo nức đón mùa xuân sang. Rộn ràng bên nhau có hoa thơm ngát, vòng tay bạn bè đưa ta vào đời. Lời ca ngân nga trong tiếng gió về, mùa xuân mênh mang tô thắm đất trời, gió tung lên trời gặp nắng trong veo. Niềm vui theo em mỗi bước đến trường, đường đi thanh thang đến những chân trời, màu hoa muôn thuở ngát ngát hương đời. Gió tung lên trời gặp nắng trong veo, màu hoa muôn thuở ngát ngát hương đời. Thường, đi thôi. Đây là tên em bánh tôm. Nhân dịp gì đấy? Sinh nhật cái xe địa hình. Đi. Các cậu cứ đi đi, tớ phải về nhà, kẻo mẹ tớ mong. Cậu cứ như cái đồng hồ còn có lúc sai cơ mà. Phone về cho mẹ là xong. Nhà tớ không có Sao hôm nay lại đi căng hẳn thế này? Xe tớ bị hỏng. Thôi, chịu khó đi bộ nhá. Ngày mai sẽ có quà đấy, đi nhá. Tớ đi nhá. Đi nhá. Bye. Đi nhá. Chào nhá. Cổ tay anh thường ăn vụng nhá. Ủa? Kia kìa. Mẹ về chưa Nhi? Nhà mình hết gạo. Mẹ vừa phải sang nhà cô Hiền để vay xong. Gạo đây Nhi ơi. Mẹ. Con chia làm đôi nhá. Rồi mai mẹ tính sau. Mẹ và anh thường cứ nghỉ đi. Chỉ một tí là có cơm ăn ngay mà. Nhà mình phải chạy gạo từng bữa rồi hả mẹ? Con bận tâm làm gì? Nhà ai chẳng có lúc này lúc khác. Việc của con là học cho thật giỏi. Bảo ban em học hành giúp mẹ. Sao hôm nay con đi học về muộn thế? Xe con bị hỏng mẹ ạ. Con chịu khó đi bộ ít bữa. Mấy hôm nữa được lĩnh lương, mẹ sẽ cho tiền đi sửa. Ông ơi, có lẽ tôi không thể sống như trước được. Gia đình ta đã lâm vào cảnh khó khăn. Cơm ăn phải chạy từng bữa. Tôi không thể để cảnh này kéo dài. Tôi sẽ xin đi dạy học thêm. Xin ông đừng trách tôi. Ông sống khôn chết tiệt, hãy phù hộ cho các con ông nhé.
Gì đấy? Tôi đang bận. Bác cứ châm trước cho hoàn cảnh gia đình em. Bác cho em dạy một lớp. Hoàn cảnh gia đình cô à? Tôi mong cả trường này ai cũng có hoàn cảnh gia đình như cô thì tôi cũng mắt mặt. Hai vợ chồng hai cái xe máy lại vừa ăn tân gia cái nhà to tướng. Toàn đi vay mượn cả đấy bác ạ. Vay mượn gì tôi không biết. Cô xem mấy ai được như cô. Mời vào. Chào anh ạ. À, chị Tuệ. Chị đợi tôi một chút. Dạ. Theo nọ đi họp, cô có nghe chỉ thị phổ biến mới của bộ không? Là đình chỉ mọi hình thức học thêm, dạy thêm lớp chuyên lớp chọn. Nhưng trường mình còn 4 lớp ngoại khóa đấy thưa bác. 2 lớp học sinh giỏi quận gửi và 2 lớp phụ đạo cho các em chuẩn bị thi lại. Có 4 lớp mà ai cũng muốn dạy cả thì tôi biết phân cho ai. Hay là cô đi dạy bổ túc văn hóa buổi tối vậy? Còn mấy lớp đấy? Bác lại bảo em đi dạy cái lớp buổi tối vừa xa, thủ lao lại ít. Thả em ở nhà còn hơn. Chị Tuệ, em cứ đề đạt nguyện vọng như thế, bác giải quyết đến đâu thì tùy, nhưng sao cho nó công bằng, không thì em kiện lên tận bộ đấy. Bây giờ trả sẵn máy photocopy, đánh máy vi tính, hơi tí thì kiện cáo. Còn chị có kiện cáo gì không? Tôi xin lỗi chị. À, chị có cái giấy khen của Ủy ban thành phố tặng về thành tích dạy bổ túc văn hóa. Cảm ơn anh ạ. Chị lên đây có việc gì thế? Dạ, cũng về việc dạy thêm anh ạ. Nguyện vọng của chị ban giám hiệu đã đồng ý cả. Chỉ có điều là đi dạy cả 3 buổi thế này thì nghỉ ngơi vào lúc nào sợ không đảm bảo sức khỏe. Cảm ơn anh. Hoàn cảnh của mình vậy cũng đành phải cố thôi anh ạ. Mẹ dậy lâu chưa đi? Em dậy thì đã thấy mẹ dậy từ lúc nào rồi ý. Tối trước khi đi ngủ, em nhớ là quần áo cho mẹ. Dạo này mẹ không có thời gian đâu. Vâng ạ. Anh tắm nhanh lên rồi vào ăn cơm cho nóng. Em cứ mời mẹ ăn trước đi. Vâng ạ. Cô giáo, cô giáo đến các bạn ơi. Cô đến, cô đến. Chào các em. Các em ngồi xuống. Các em đã làm hết bài tập về nhà chưa? Cô bắt đầu kiểm tra bài cũ nhé. Thủy Tiên lên bảng. Này, nhìn kìa. Các em trật tự. Đúng rồi, không phải đâu. Trật tự. Em làm bài tiếp đi. Cô hỏi tất cả các em, ai nghịch cái trò này? Em nào? Thưa cô, em ạ. Em lên đây. Tháo mảnh giấy ra, đeo vào ngực mình, rồi đứng vào góc lớp.
khổ thân. Từ nay thì chừa nhá. Làm mẫu đi, làm mẫu đi mà. Thưa cô, em làm xong rồi ạ. Được rồi, em về chỗ đi. Vâng ạ. Em nào có cách giải khác không? Cùng với em Hưng nào. Dạ không ạ. Ai nào? Lan. Dạ không ạ. Dạ, thưa cô em ạ. Em làm đi. Vâng ạ. Có 3 nghiệm cơ mà. 1 nghiệm bằng 0. Từ từ đã. Cái này lạ lắm nhá. Tối bị sai mất rồi. Nó làm sao? Nó làm đúng đấy. Sai, nghiệm cơ biết sao đấy. Đúng. Từ từ tí xem cô bảo sao. Thưa cô, xong rồi ạ. Em về chỗ đi. Đúng rồi. Chắc chắn là đúng rồi. Đúng bài tao y như thế này. Mà tao không làm sao như thế. Sao vậy? Không lên bảng đấy. Sao hỏi lại cái gì ạ? Tao làm khác. Để xem cô giáo nói nào đã. Cô trừ 2 điểm về tội nghịch ngợm trong lớp. Em còn 8 điểm. Ôi, thật là xưa. Thường ơi, thường. Thật là nhớ nhé. Không phải như thế này mà. Thật là cao. Mẹ ơi, con mời mẹ ra ăn cơm ạ. Ờ, mẹ ra đây. Ơ, giờ này mà anh Thường vẫn còn ngủ cơ à? Gọi anh dậy đi con, không lại muộn học đấy. Vâng ạ. Con dậy rồi mẹ ạ. Sao ngày này con không dậy sớm tập thể dục nữa? Con thấy buồn ngủ thế nào ấy mẹ ạ? Hai anh em ăn cơm rồi đi học nhá. Mẹ đi trước đây. Ơ, mẹ ơi, mẹ không ăn cơm à? Mẹ không đói. Dạo này, mẹ không ăn sáng. Tại vì mẹ nhường cơm cho anh em mình đấy. Bốn, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Hai em được 9 điểm, về chỗ. Siêu đấy. À, hai em Thủy Tiên và Thúy lên tập. Em Tá lên hô cho các bạn tập. Hai bảo Tá còn nói chuyện lắm. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Thôi. 2 Tốt rồi, hai em về chỗ. Hai em về 8 điểm. Nào, bây giờ chúng ta chuyển sang môn đẩy tạ. Cả lớp chú ý xem hai bạn làm mẫu nhé. Mời em Linh, mời em. Nào, các em đứng vào tư thế đi nào. Ok Linh, tay thẳng lên. Đấy, để tạ thế, tay như thế. Thương. Chơi. Em làm cái gì đấy? Em vẫn chưa tỉnh ngủ à? Đi ra rửa mặt cho tỉnh đi. Em xin lỗi thầy ạ. Mẹ thôi. Ơ, sao mẹ chỉ ăn mỗi một bát? Mẹ ăn thêm bát nữa đi mẹ. Dạo này mẹ lẩn thẩn rồi hay sao ấy? Mẹ chấm một bài kiểm tra bị sai. Đến khi học sinh thắc mắc mới biết. Trong đời dạy học, đây là lần đầu tiên mẹ mắc sai lầm, khiến học sinh phải khiếu nại. Tối nay mẹ có đi dạy bổ túc không? Có. Thế con để phần cơm mẹ về mẹ ăn nhá. Không cần đâu con à. Bài kiểm tra lần này các em có nhiều tiến bộ. Tất cả đều trên điểm trung bình. Có 4 điểm 9 và 1 điểm 10 của em Lụa. Hôm nay Lụa nghỉ học à? Thưa cô, vâng ạ. Bài tới đâu mà đi, bài tới đi. Dung, bài này tới đi. Bài này tới đây. Ê, mày đừng mấy. Trọng ơi, Trọng, mày đừng mấy. Sướng thế. Đúng rồi, tao được 9 làm. Đến nay em được có mấy điểm. Mày sai mày điểm 7 là đúng rồi. Mày xem tao sai chứ sao. Tại cái cô cách con thấy đây. Cái này có 3C phải sai thế này. Tiếc quá. Tớ làm sai mất con này. Nếu không á, tớ phải được 10 điểm đấy. Xem nào. Đúng mà nhà hôm mày hỏi tao tao làm gì tao. Mày làm giống tao sao mày được 8 mà tao lại được 7. Kém. Thì tao bảo là mày chúng tao chết. Tuấn mấy? Phần này của mày sai. 9 điểm. Mày nhìn bài của tao. Này. Các em trật tự nào. Trật tự. Bình, lên chữa bài cho các bạn đi. Tao phải được 10. Thế nhỉ? Làm sai 9 điểm. Để xem là nó chữa như nào ạ. Nhưng mà rõ ràng là đúng rồi. Để xem ấy có làm theo cách kia không? Bút đâu mà cho mày mượn. Không, tớ làm cách khác cơ. Trước khi đi học phải mang đi nhá. Ở đấy,
Trọng ơi, mày chữ bài đi nhá, xong về tao mượn nhá. Xem nào. Bài này sai sao cô cho bạn 9 điểm? Đùa, vớ vẩn. Thưa cô, bài của bạn sai sao cô cho bạn 9 điểm ạ? Đây ạ. Mẹ để con đỡ cho. Sao hôm nay mẹ về sớm thế? Mẹ mệt. Mẹ sao thế? Có lẽ mẹ phải xin nghỉ dạy học thôi con ạ. À. Mẹ phải tìm một công việc khác thích hợp hơn. Có chuyện gì phải không mẹ? Mẹ lần thần mất rồi con ạ. À. Lại một lần nữa, mẹ chấm nhầm điểm cho học sinh. Không nên đứng trên bục giảng khi học sinh đã mất lòng tin. Đừng, mẹ. Mẹ không thể bỏ dạy được. Sao lại không thể? Chẳng lẽ con lại muốn mẹ tiếp tục phạm phải sai sót trước học sinh sao? Không, không phải mẹ đâu. Mà chính con. Con đã giấu mẹ chấm những bài kiểm tra ấy. Sao lại là con? Con nói sao? Con chấm bài cho mẹ à? Vâng ạ. Tại vì con muốn giúp mẹ. Con thấy mẹ lúc nào cũng thức khuya dậy sớm. Con sợ mẹ ốm, nên con bắt chước chữ mẹ chấm bài. Con trai của mẹ, con chưa làm được công việc của mẹ đâu. Mỗi thành viên câu lạc bộ hàng tháng được nhận 500.000 đồng. Anh ơi, bao giờ em có lịch phụ đạo? Chiều mai. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Thế nhá. Chào anh ạ. Chào em ngồi đi. Em muốn tham gia câu lạc bộ gia sư ạ. Xin chúc mừng thành viên mới của câu lạc bộ. Em có thể đảm đương được chương trình lớp mấy? Dạ, phổ thông cơ sở ạ. Em có thể dạy vào buổi nào? Dạ, buổi chiều hoặc buổi tối ạ. Em ở quận nào nhỉ? Em ở quận Hai Bà Trưng ạ. À, còn 3 địa chỉ có đến yêu cầu kèm học sinh lớp 5 đấy. 2 toán, 1 ngoại ngữ. Thế em nhận dạy môn nào? Toán ạ. Em điền vào đây nhé. À, em học trường nào thế? Em học trường Nguyễn Trãi. Em là học sinh phổ thông trung học à? Em học lớp 12 ạ. À? Thế em chưa đọc điều lệ hội viên câu lạc bộ à? Dạ, chưa ạ. Em thông cảm nhé. Câu lạc bộ chỉ nhận hội viên là sinh viên đại học. Nhưng em làm được mà anh. Anh biết. Nhưng đó là quy định của câu lạc bộ. Và lại, em còn nhỏ. Phải dành thời gian mà học mà chơi chứ. Em chào anh ạ. Chào em.
Và ấn quà ấy cháu. Ăn gì cháu? Bò hay gà? Cô có cần người làm không ạ? Cháu ăn gì? Cô có cần người làm không ạ? Ở đây ế ẩm lắm cháu ạ. Lấy công làm lãi mà. Cháu đến mấy cửa hàng lớn kia kìa. Đi thế ông trẻ. Chú Kiếm. À, Thường đấy à? Đi đâu mà hôm nay lại mò xuống đây? Ngồi đây. Cháu đi tìm việc làm. Sao? Cháu bỏ học rồi à? Dạ không ạ. Cháu vẫn đi học. Nhưng dạo này mẹ cháu vất vả quá. Phải đi dạy thêm cả chiều cả tối. Cháu muốn giúp mẹ cháu. Thế cháu định tìm việc gì? Cháu định hỏi chú xem có việc gì không? Nhưng mà cháu vẫn tiếp tục đi học chứ? Vâng ạ. Cháu chỉ muốn kiếm việc làm thêm buổi chiều thôi. Bây giờ có nghề, tìm việc làm còn khó nữa là. Hay là cháu... Sao ạ? Thế cháu có đi bán kẹo bông được không? Bán kẹo bông ấy ạ? Ừ. Cháu ngạc nhiên lắm à. Như chú đây này, lúc có việc thì xây chát, lúc hết việc thì bán kẹo bông, chữa xe đạp. Phải xoay sở như thế mới đủ sống cháu ạ. Nhưng mà cháu ngượng phải không? Trước kia chú cũng thế đấy. Vài ngày rồi sẽ quen. Thôi vào đây. 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 Cái máy này có đắt không hả chú? Máy móc gì, chỉ cần khéo tay một chút là có ngay. Nếu cháu dám thì chú sẽ giúp. Trước mắt thế này, hiện nay xí nghiệp chú lại có việc làm. Cháu cứ lấy tạm chiếc xe này của chú đi bán ít hôm. Ừ? Thế bán ở đâu hả chú? Đây là quà của trẻ con. Vậy thì cháu cứ tìm một cái trường mẫu giáo, nhà trẻ hay công viên nào đó. Thế cháu cần có bao nhiêu tiền để làm vốn hả chú? Nghề này vốn liếng chẳng đáng bao nhiêu. Cháu bán cả buổi, chỉ cần cân đường, ít màu là đủ. Tất cả khoảng 15.000. Nhiều thì chú không có, chứ ngần ấy thì chú có thể giúp cháu được. Mẹ ơi, mẹ xem con làm có đúng không hả mẹ? Ừ. Đúng rồi. Có mẹ uống nước ạ. Mẹ xin. Mẹ ơi, có một gia đình nhận con làm gia sư mẹ ạ. Thật thế hả anh? Ôi, thích quá nhỉ. Lo cho gia đình, đấy là việc của mẹ. Con đi dạy kèm thêm thì học vào lúc nào? Con sắp xếp được mà. Sắp xếp là một chuyện, nhưng nhất định sẽ ảnh hưởng đến học tập đấy con ạ. Con hứa với mẹ, sau một thời gian mẹ cứ kiểm tra bài vở của con. Nếu kết quả học tập của con giảm sút, con sẽ không đi dạy nữa. Thế còn sức khỏe của con? Không sao đâu mẹ ạ. Con biết giữ gìn sức khỏe. Mới lại, kèm học sinh lớp 5 thì chương trình cũng nhẹ thôi. Con nói vậy thì mẹ đồng ý. Chỉ có điều, con phải giữ lời hứa với mẹ đấy nhá. Vâng ạ. Cẩn thận, nặng đấy cháu ạ. Hạ cái chân kia xuống cho chú. Đây, điều quan trọng là ở cái đèn này đây. Cần phải giữ lửa, sao cho lửa không được to quá mà cũng không được nhỏ quá.
cháu cần phải tập trung lửa vào chính giữa. Và trước khi làm, cần phải kiểm tra lại. Bởi vì khi di chuyển, bếp có thể lệch vị trí. Bây giờ là đến tiết mục đạp. Đầu tiên ta phải đạp chậm chậm. Khi đường bắt đầu nóng chảy, ta tăng dần tốc độ để đường kéo sợi khỏi bị cháy. Nhớ là phải đạp đều chân nhé. Đấy, cho đường phải dứt khoát. Sau đó ta quấn sợi theo ngược chiều kim đồng hồ như thế này này. Rồi. Cuối cùng ta mới cho màu vào. Cô cậu nào thích màu gì, ta cho màu đó. Phải chiều theo ý thích của các thượng đế cháu ạ. Nào, bây giờ cháu làm thử xem. Chậm chậm thôi. Nào, cuốn đi. Đấy, từ từ chứ. Đấy. Em ơi, đi đi cho chị bán hàng. Đi chỗ khác đi. Ở đây chật chội lắm rồi. Mà từ sáng tới giờ tôi cũng chưa bán được cái gì đâu. Tôi mời ông đi cho. Hãm lắm. Thôi đi đi. Anh ơi, chỗ này rộng, ra đây mà đứng này. Anh bán cái gì mà có cái thùng to thế hả anh? Cảm ơn. Anh để em giữ hộ cho. Anh mới đi bán à? Tôi mới đến đây bán lần đầu. Thế còn bạn? Em bán ở đây từ đầu năm. Bán ở đây có được không bạn? Cũng được anh ạ. Anh ơi, thế làm kẹo bông có khó không anh? Khó hơn thổi bông bay một chút. Thế anh tên là gì? Tên tôi thường lắm. Là gì? Tên Thường. Thường thì cứ nói xem nào. Tên tôi là Nguyễn Minh Thường. Hiểu chưa? Bóng bay kìa, bán hết quả bóng. Em lấy quả nào hả em? Em lấy quả màu trắng, em sẽ lấy quả trắng ra. Lấy quả đỏ này em này. Không? Hơn chục cái. Em chưa ăn kẹo bông bao giờ. Anh bán cho em một cái. Anh sẽ tặng em một cái màu hồng như quả bóng kia nhé. Thế thì em không lấy đâu. Hay là em đổi cho anh một quả bóng vậy? Ừ. Quả bóng của em cũng 300 đấy. Em buộc vào đấy. Không khéo quả bóng nó lại lôi tuột anh lên trời ấy. Thế thì em bay lên trời từ lâu rồi chứ chả phải anh đâu. Tên em là gì nhỉ? Tên em là Tài Khôn. Tên gì mà lạ thế? Em là người Hoa mà lại. Em gái em còn tên là Xí Muội cơ. Thắng lợi rồi chú ơi. À, Thường về rồi đấy hả cháu? Nào,
Xem ông cháu tôi lần đầu tiên ra quân lời lãi thế nào nào. Tí ơi, dân anh cho quả bóng này. Em xin. Thôi đi chơi đi con. Nào, ngồi xuống đây xem nào. Thế nào? Cháu chả nhầm hay sao ấy chú ạ? Sao? Được có 9.500 mà mất nửa cân đường. Ngày đầu tiên như thế là tốt rồi. Ai mới đi bán lần đầu cũng sợ mình bán đắt, cho nên cho nhiều đường. Một vài ngày nữa là cháu sẽ quen tay thôi. Thế à chú? Chú giữ tiền hộ cháu. Cuối tháng cháu lĩnh một thẻ. Cháu chào chú cháu về ạ. Nghỉ ngơi đã, làm gì mà vội thế? Cháu phải về. Hết giờ cháu làm gia sư rồi. Thế nào? Ngày đầu dạy học có suôn sẻ không con? Tốt mẹ ạ. Cô bé ấy có vẻ thông minh. Chỉ tội hơi nghịch một chút. Tụi con có vẻ hợp nhau. Thế thì mẹ yên tâm rồi. Con đừng làm mất lòng tin của gia đình người ta nhé. Đó là điều quan trọng trong nghề giáo viên đấy con ạ. Con hiểu, mẹ cứ yên tâm. Anh Thường, thế cô bé ấy có gọi anh là thầy không? Không, anh em thôi. Cô bé ấy gửi cho em một gói xí muội đấy. Thật hả anh? Nhưng mà làm sao chị lại biết em? Thì lúc giải lao cũng phải hỏi thăm nhau một chút chứ. Cơm nước xong chưa Nhi? Dạ. Làm nhanh lên để anh Thường ăn rồi còn học bài. Vâng, xong ngay đây mẹ ạ. Tắm nhanh rồi còn ăn cơm con. Vâng ạ. Ngọc ơi, ê Ngọc ơi, hôm nay mày nhà sao nhá? Thường, chiều mai tới dự sinh nhật mình nhá. Chiều mai à? Ừ. Chiều mai tớ bận rồi, cậu thông cảm. Cả năm mới có một ngày, cậu bận gì mà không tới sinh nhật mình được? Tớ nhận làm gia sư buổi chiều, thành ra không thể bỏ dậy được. Cậu làm gia sư cơ á? Nghề gia truyền mà. Tối tớ đến được không? Nhớ nhá, tớ đợi cậu đây. Sao hôm nay anh Thường đến muộn thế? Hôm nay lớp anh đá bóng với lớp 12A. Mấy không hả anh? 3-1. Chúng nó đã lớn hơn lại còn ăn gian nữa. Anh nhìn kìa. Thôi đầu hàng rồi. Thôi. Hết pin của chị. Bán gì đâu. Bán gì đâu. Đây. Biến. Thôi anh. Trả bóng lại đi. Trả này. Mày phải đền hai quả bóng cho người ta. Thì cứ bỏ tay ra đã. Có sao không cháu? Không sao cô ạ. Cứ phải cho nó nếm mùi. Quay cái thói bắt nạt bà con gái. Già dáng lắm. Anh có võ à? Võ vẽ gì? Mấy động tác tự vệ bố anh dạy mà. Thế bố anh là công an à? Không, bố anh là công nhân. Thế bao giờ em đến nhà, anh bảo bác dạy em võ với nhá. Bố anh mất rồi. Thế bác bị ốm à anh? Không. Cũng vì cái bọn cướp đường cướp chợ ấy. Cách đây gần một năm, trên đường đi làm về, bố anh gặp một bọn cướp xe máy.
trong buổi sinh hoạt lớp hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn luận về một vấn đề mà xã hội đang quan tâm. Đó là nạn cướp giật trên đường phố và thái độ của mỗi công dân đối với hiện tượng này. Những ngày qua, báo chí liên tiếp đưa tin về vụ cướp giật trên đường phố và hành động dũng cảm xả thân vì người khác của một bác công nhân. Trong trường hợp đó, các em sẽ hành động như thế nào? Các em có suy nghĩ gì về sự hy sinh dũng cảm của bác công nhân ấy? Cô đang nói đến bố bạn thường đấy. Nào, chúng ta cùng suy nghĩ rồi phát biểu cho cả lớp cùng nghe nhé. Cô mời Hoàng. Em thưa cô, em không thể hành động như thế được ạ. Xin lỗi thường, mình không thể làm như bố bạn. Bởi vì tính mạng con người là cái quý giá nhất, không thể mua được. Còn mọi thứ vật dụng khác, ta đều có thể thay thế được. Chưa kể cái chết còn làm đau đớn những người thân của chúng ta nữa. Ê, anh nói thế, yếu nhỉ? Không lẽ em lại rực rưng trước tai họa của người khác? Không ạ, em sẵn sàng ra tay cứu nạn nhưng tùy trường hợp ạ. Nếu mạng đổi mạng thì em sẵn sàng, nhưng vì một đồ vật nào đó quá nguy hiểm thì thôi ạ. Bạn nói đúng còn gì nữa. Không có quan điểm như bạn. Còn ra thì người ta trẻ. Trật tự nào các em? Em nào có ý kiến khác không? Nam. Thưa cô, trước nguy hiểm, người ta thường hành động ngoài ý muốn. Có thể rất đáng nể phục, nhưng có khi chỉ chi hô bằng miệng, hoặc bằng quan, tránh xa. Cậu cho rằng đó là những hành động mù quáng hả? Không, không, tớ không nghĩ thế. Thế trong trường hợp này, em hành động thế nào? Em sẽ hô ầm ĩ lên để tên cướp vứt chiếc xe lại. Vứt xe lại. Nào các bạn nữ, có ai có ý kiến gì không? Thủy Tiên, cô mời em. Theo em, mọi hành vi của con người phụ thuộc vào cái gốc văn hóa của người đó. Anh ta có thể nói ngang, nói dọc, có bằng cấp đầy mình. Nhưng trong nguy hiểm mà anh ta lại tỏ ra hèn nhát, bàng quang, thì anh ta cũng không thể khá lên được. Này, bạn nói hay nhỉ. Thúy có ý kiến gì không? Thưa cô, em rất buồn trước những ý kiến các bạn nam vừa phát biểu. Vậy là cánh nữ, chúng em khó có thể hy vọng vào những hành động nghĩa hiệp của các đấng nam nhi lớp ta. Ý kiến của các em nữ có khắt khe quá không? Chúng ta vẫn có quyền hy vọng chứ. Cái nhìn tôn trọng người khác là rất quan trọng. Nó sẽ nâng con người đó lên, thúc đẩy người ta tới những hành động cao thượng. Bây giờ, cô muốn nghe ý kiến của Thường. Em cũng không biết mình sẽ hành động thế nào khi rơi vào trường hợp đó. Nhưng mẹ con em tự hào về bố em. Đúng. Hành động đó rất đáng tự hào. Cô tin rằng hành động đó sẽ thức tỉnh trong mỗi con người chúng ta những tình cảm tốt đẹp, biết sống vì người khác. Bây giờ, cô mời cả lớp đứng dậy. Chúng ta hãy dành một phút tưởng niệm người cha của bạn Thường. Thế anh có làm được như bố anh không? Anh cũng không biết nữa. À, kiểu ông kìa, ra môi chúng mày ơi. Ê, mua đi, mua đi. Ê, ông ấy màu xanh, cho em màu. Được rồi, đây của em đây. Màu xanh à? Ừ, đây. Em kia kìa. Phương Anh ơi. Chờ em lấy lại tiền đã. Chị có tiền lẻ đây. Bao nhiêu hả anh? Thương. Chào cậu. Thì ra cậu vẫn tớ vẫn bán kẹo hàng ngày ở đây. Đi đi chị. Ai đấy hả anh Thường? À, hàng xóm ấy mà. Anh nói dối. Hàng xóm mà anh không biết em chị ấy à? Đấu đầu hở đuôi nhá.
Em chỉ được cái chị học cùng lớp với anh. Có thế chứ. Chắc anh sợ chị ấy đến lớp nói ầm lên là anh đi bắn kẹo chứ gì. Nhìn cái bộ dạng của anh ấy biết liền. Không gì qua được mắt em. Có vẻ lo lắng. Mình thề là không nói điều đấy với ai đâu. Thủy Tiên muốn nói thì nói. Tôi có đi ăn trộm đâu mà sợ. Thủy Tiên thấy mình thua kém Thường rất xa. Thường phải đi làm thêm mà vẫn học giỏi. Còn mình chẳng phải làm gì cả. Mỗi việc học mà học cũng chẳng ra gì. Thế Thủy Tiên có đi học thêm không? Có chứ. Nhưng cũng chẳng ăn thua. Lớp học đông quá. Nhiều khi mình muốn hỏi cũng thấy ngại ngại. Ngại gì mà ngại. Không hỏi thầy thì hỏi các bạn. Người ta chẳng nói học thầy không tày học bạn là gì. Thủy Tiên cũng nghĩ thế. Hay là Thường đến kèm Thủy Tiên học nhá. Tôi á? Ừ. Chắc chắn nếu Thường kèm Thủy Tiên học, Thủy Tiên sẽ tiến bộ ngay. Nhưng mình không có thì giờ. Thì Thường đừng đi bán kẹo nữa mà kèm Thủy Tiên học. Trả học phí đàng hoàng. Không được đâu. Sao lại không được? Bạn bè ai là nói chuyện tiền bạc. Nếu mình học cùng Thủy Tiên thì cũng là giúp đỡ nhau thôi. Thôi được. Nếu bạn đã có ý như vậy, tôi sẽ đến học với bạn vào buổi tối. Thế còn buổi chiều? Thì bạn biết đấy, tôi còn phải đi làm thêm. Thế thôi vậy. À, bà Vượng này. Hả? Con bé bắn bóng nghỉ mấy ngày hôm nay rồi đấy. Thiếu giọng lanh chanh của nó là buồn hẳn. À, con bé dễ thương thật đấy. Lúc nào cũng tươi rói, hóm hình. Đố ai cạnh nó mà buồn được đấy. Mà mấy hôm nay nó đi đâu ấy nhỉ? Bọn này là cứ nghỉ luôn. Con bé ngoan quá cơ. Cả hiểu ốm đau thế nào. Tài Khôn, mấy ngày hôm nay em đi đâu thế? Anh tưởng em nghỉ bán hàng luôn. Trông em xanh lắm. Em bị ốm à? Em bị sốt rét. Ôi trời ơi con gái. Thế là bác à? Mày thiêng quá. Vừa nhắc đến xong. Thế mấy hôm nay bị ốm à? Vâng ạ. Thế tìm chỗ mát mà ngồi con nhá. Vâng. Mà sao em lại bị sốt rét nhỉ? Ngày trước em ở miền núi mà. Em vào đây ngồi cho mát. Vâng. Trông em vẫn còn xanh lắm. Em cũng đỡ rồi. Sao không nghỉ cho khỏi hẳn rồi anh đi bán hàng? Em ở nhà một mình buồn lắm. Em không đi bệnh viện à? Thỉnh thoảng em lại bị. Nằm ở nhà vài hôm là khỏi ý mà. Chú Kiếm. Chú cho cháu vay trước 30.000 nhá. Sao cháu bảo từ giờ đến cuối tháng mang tiền về cho mẹ một thẻ cơ mà. Cháu có việc cần chú ạ. Liệu từ giờ đến cuối tháng cháu có kiếm đủ tiền lương của một gia sư không đấy? Cháu sẽ đi bán thêm cả ngày chủ nhật đấy chú ạ. Đây. Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Mình gửi này. Cái gì đây anh? Thì em cứ cầm lấy đi đã. Tiền hả anh? Ừ. Ồ hay quá. Bao nhiêu thế hả anh? 30. Anh cho em vay à? Không. Em cứ cầm lấy mà mua thuốc. Coi như là anh biếu em. Biếu em á? Biếu em thì em không nhận đâu.
Thế thì anh cho em vay vậy. Vậy thì coi như em mắc nợ anh nhá. Ừ, nhưng bao giờ em trả cũng được, anh không đòi đâu. Trời ơi, nợ mà không trả, hóa ra em ăn quỵt của anh à? À, em có cái này này. Một hôm, mụ phù thủy chọn quả táo to và đẹp, cho thuốc độc vào, rồi đưa cho nàng Bạch Tuyết. Nàng Bạch Tuyết hỏi, hỏi sao? Quả gì mà to to thế? Xin thưa rằng quả táo, ăn vào thì nó làm sao? Không sao, ăn vào thì chết ăn quay. Chiều đến, các chú lùn trở về nhà, thấy nàng Bạch Tuyết nằm chết trên giường. Các chú lùn liền cho mụ phù thủy một quả. Quả gì đấy? Quả gì nào? Nói đi. Quả gì mà to to thế? Xin thưa rằng là quả đấm. Ăn vào thì nó làm sao? Không sao, không sao. Ăn vào thì gây hết gian. Này các em, giờ gì mà mất trật tự thế? Không để các lớp khác học à? Thưa thầy, giờ sinh vật ạ. Hôm nay cô Dung ốm, các em tự quản. Bạn nào đã đóng tiền cắm trại rồi thì xuống sân chơi, còn bạn nào chưa đóng thì ở lại đóng nốt nhé. Ê, xuống đi Ngọc ơi. Này, xuống hàng nhà bà Mít ăn ông mai của tớ mới lại hẹn đó. Hay suất à? Này, nhỏ một cho đóng nốt xem nào. Cậu cứ ghi tên, mai tớ đóng tiền nhé. Cậu thì không thể nộp. Sao thế? Chẳng lẽ không đóng tiền bây giờ không được đi à? Không phải, vì có người đã đóng hộ bạn rồi. Đóng tiền cho tớ á? Ai vậy? Của tớ này. Tiền ai người ấy nộp. Không cần phải nộp hộ. Này, đi vào bắt đền người ta đi. Người ta đang khóc ở trong kia kìa. Thủy Tiên, Thủy Tiên. Thường xin lỗi Thủy Tiên. Thường không có lỗi gì cả. Thủy Tiên mới là người có lỗi. Thủy Tiên xử sự như trẻ con đi. Anh Thường có khát nước không? Để em mua nhá. Để anh mua cho. Bố mua bóng bay. Ờ. Chú mua cho cháu đi. Rồi. Cho em quả xanh. À, được chưa? À, chú gửi tiền này. Cháu xin chú ạ. À. Mía đá đây. Em uống đi. Sao anh mua có mỗi một túi? Anh không khát. Ừ, hay là hai anh em mình uống chung nhá. Anh uống đến đây, rồi em uống nốt. Anh uống đi. Em uống trước đi. Cho em cái màu hồng. Ừ. Của em đây. Anh bán được nhiều nhỉ? Còn em hôm nay bán được ít lắm. Hay mình ra cổng bán vậy. Anh uống đi. Chuồn chuồn bay thấp thế kia, chắc trời sắp mưa. Về thôi anh. Cơn đằng nam vừa làm vừa chơi. Muộn rồi còn gì. Ừ, thế để anh dọn dẹp. Anh Thường ơi, mình thả nốt mấy quả bóng này lên trời đi anh đi. Sao lại thả đi? Lấy gì mà bán? Không để đến ngày mai đâu. Em cứ xì hết hơi ra, mai lại thổi. Nói như anh ý, ai người ta thổi bóng hai lần. Mới lại hôm nay em thích thả bóng, mình bán mãi sao người ta thả rồi còn gì. Anh thả hay em thả? Ai thả mà chả được. Hay ta chia đôi nhá. Ai lại chia đôi? Anh em mình cùng nắm vào dây rồi hai ba ta cùng thả. Hay đấy. Khoan đã, em vừa nghĩ ra một điều. Thả những điều ước lên trời. Điều ước gì? Thế anh không bao giờ ước điều gì sao? Nhưng thả lên trời làm gì? Làm sao thả được? Anh biết không,
những điều ước của chúng mình khi bay lên tới trời, ông trời sẽ đọc và sẽ biết được chúng mình ước điều gì, rồi sẽ biến ước mơ của chúng mình thành sự thật. Ai bảo em thế? Bà ngoại em bảo thế. Bà em mất rồi, nhưng em vẫn nhớ như in. Thế thì phải tìm một chỗ thật đẹp mà thả. Kia kìa, chúng mình lên cầu thả đi. Đúng rồi. Nhưng thả bằng cách nào? Viết vào giấy, buộc vào bóng, rồi thả lên trời. Đi. Anh ước điều gì? Ước cho cuộc sống của gia đình anh bớt khó khăn, để mẹ anh đỡ vất vả. Ước cho Tài Khôn luôn gặp may mắn và mãi mãi là người bạn tốt của anh. Thế còn em? Em ước được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo, và chỉ chữa bệnh vào buổi sáng, còn buổi chiều vẫn đi bán bóng cho bọn trẻ con. Chú ạ, hôm nay về muộn thế cháu? Cháu có chút việc. Ngồi chơi đợi chú, rồi chú sẽ phát lương cho. Vâng ạ. Cháu biếu chú cái mũ. Cậu chỉ vẽ. Chú cũng đang cần một cái mũ như thế này để đi làm. Mà này, làm sao cháu biết nhỉ? Ngày trước, bố cháu cũng đã ước ao có một cái mũ như thế này đấy chú ạ. Đây, tiền của cháu đây. Cháu cảm ơn chú. Cháu mang tiền về cho mẹ đi, kẻo muộn rồi. Ôi, chiếc cặp đẹp quá. Ở đâu ra thế hả anh? Anh mua cho em đấy. Anh mua? À, em biết rồi. Chắc là anh mới lĩnh lương phải không? Ừ, như này. Sao ạ? Khi nào cần cái gì, em cứ nói với anh. Đến kỳ lương, anh sẽ mua cho, nhá. Em chẳng cần gì nữa đâu. Có bao nhiêu tiền anh cứ đưa hết cho mẹ. Các con ấy ăn cơm. Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ, hôm nay anh thường mới lĩnh lương, anh mua cho con cái cặp mới đây này. Con gửi mẹ tháng lương đầu tiên. Con, dù sao, con cũng phải giữ gìn sức khỏe, học thật tốt và dạy thật tốt nữa con ạ. Vâng ạ. Nhi, xới cơm đi con. Vâng ạ. Mời mẹ. Mẹ ạ, chúng con muốn bữa cơm tối nào cả nhà mình cũng được ăn thoải mái như thế này. Mẹ không phải vội vã vì muộn giờ lên lớp nữa. Con muốn mẹ nghỉ dậy buổi tối chứ gì. Con nghĩ thế này, dậy buổi tối đã vất vả, thù lao lại thấp, mẹ nên nghỉ để giữ sức khỏe. Đúng đấy mẹ ạ, con muốn bữa cơm tối cả nhà mình cùng ăn cơ. Lớp bổ túc ban đêm, thủ lao thấp nên ít giáo viên muốn nhận lắm. Học trò ở đây hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình. Các em phải tranh thủ đi học ban đêm. Mẹ không đỡ. Hay mẹ nghỉ dạy lớp chiều vậy? Để mẹ nghĩ lại đã. Đây là nguồn thu nhập chính của gia đình mình. Mẹ cứ quay như trong chóng, ngày ba buổi dạy, chúng con ăn cũng chẳng ngon. Thôi được, buổi chiều học sinh đi học thêm, mình không dạy, có người khác dạy, mẹ nghỉ cũng được. Hay quá, hoan hô mẹ. Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào vương trên tóc thầy.
lên càng ngày hát càng hay. Thưa thầy, con chim sân ca của trường đấy ạ. Môn toán của Thường năm nay thế nào? Bạn ý vẫn đứng đầu lớp đấy thầy ạ. Anh này là chúa nghịch đấy nhá. Anh trêu cô giáo thực tập đến nỗi cô phải phát khóc lên đấy. Không phải em đâu ạ. Đúng bạn ý đấy ạ. Không anh thì ai đặt cho tôi cái danh hiệu là hắc xì dầu. Em chào thầy ạ. Chào các bạn. Chào thầy. Chào các em. Thưa thầy, cho chúng em chụp bức ảnh kỷ niệm ạ. Cách đây 3 năm cô ạ, gia đình em đi kinh tế mới. Ở trên ấy không hợp khí hậu, bố em mất, mẹ em thì đau ốm luôn. Cả nhà em lại phải quay về thành phố. Anh em phải đi bán hàng rong để nuôi mẹ. Thế lụa có mấy anh chị em? Dạ thưa cô, 4 ạ, 2 anh trai và 1 em gái nữa. Thế à? Thường, vào đây con. Đây là anh Thường, con trai lớn của cô đấy. Em chào anh Thường ạ. Đây là lụa, đây là Hoa, học sinh lớp bổ túc buổi tối của mẹ đấy. Cô ơi, anh Thường có vẻ hiền nhỉ? Em hỏi anh Thường xem có phải thế không? Em nhìn anh Thường quen quen, hình như em đã gặp anh ở đâu rồi thì phải. Anh Thường nhà cô còn đi làm gia sư nữa đấy các em ạ. Sáng đi học, chiều đi làm giúp mẹ. Anh Thường kèm học sinh lớp mấy ạ? Lớp 7. Lớp 5 hay lớp 7 hả con? Lớp 5 ạ. Hôm nào có bài khó, chúng mình cùng mang đến hỏi anh Thường nhá. Anh Thường có đồng ý không? Cô bé này học giỏi nhất lớp, mà cũng nghịch nhất lớp đấy con ạ. Này, em xin phép cô chúng em về ạ. Em chào cô ạ. Cô cảm ơn các em. Em về anh Thường ạ. Đánh rồi, đánh rồi. Không con ạ. Ai đây, 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 đây. Cô cho mỗi đứa 1.000. Mua bánh mì mà ăn nhá. Vâng ạ. Lụa, lụa. Tài khôn. Em có tên thế đâu mà anh gọi. Em là chúa nên dối đấy nhá. Tại sao lại bịa ra cái tên tai khôn để em gì? Tên em xấu lắm. Lại còn người Hoa nữa chứ. Thế anh nhìn em có giống người Hoa không? Hóa ra anh là con cô giáo. Chắc anh học giỏi lắm nhỉ? Cũng thường thôi. À, mẹ anh khen em lắm đấy. Ừ, nói phết. Thế anh đi bán kẹo không nói với mẹ anh à? Nói ra, mẹ anh không cho đi đâu. À, thì ra là chúa nói phết. Nhưng anh nói dối, có lý do. Ai nói dối mà chả có lý do. Okay, okay. Quả tang nhé. Nào ông cháu, còn chối nữa không? Nhân chứng vật chứng đủ nhé. Phen này ta sẽ giao nhà ngươi cho bao chừng xử lý.
bay đi đâu thế này? Chúng mình bay theo những quả bóng anh ạ. À. Những quả bóng nào? Những quả bóng hôm nọ anh em mình cùng thả ấy. À, anh nhớ rồi. Những quả bóng mang ước mơ của chúng mình. Em không nhìn thấy những quả bóng đấy anh ạ. À. Thế là chúng mình sắp đến nơi rồi. Không biết những điều ước của chúng mình có được thực hiện không? Những quả bóng bay đâu rồi nhỉ? Ước mơ của anh đã thực hiện được một phần rồi. Mẹ anh đã vất vả, còn em vẫn luôn là người bạn tốt của anh. Nhưng mà còn anh lại bị tai nạn. Chúng mình ước mơ những điều tốt đẹp cho những người khác cơ mà. Có thế, điều ước mới bay lên trời chứ. Chẳng phải em đã từng mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo đó sao? Ừ nhỉ, chúng mình về đi, đừng rượt đuổi theo những quả bóng nữa. Ừ, mình về đi, cũng sắp đến giờ bán hàng rồi đấy. Mình về bằng cách nào? Là sao bây giờ? Mình bám vào cái cây kia nhé. Ơ, Tài Khôn, Tài Khôn! Con, Thường, Thường, đau lắm phải không con? Mẹ, sao con kêu nhiều thế? Con nằm mơ mẹ ạ. Con đang ở đâu thế này? Con nằm viện đã 2 ngày rồi. Con xin lỗi vì con đã nói dối mẹ. Mẹ tự hào vì con. Con trai của mẹ. Con muốn xin lỗi mẹ về chuyện khác cơ. Mẹ biết hết cả rồi. Em Nhi đâu mẹ? Sáng nay em đi học. Thế còn Tài Khôn? Con nói gì? Tài Khôn nào? À không, Lựa có đây không mẹ? Em nó xuống dưới nhà. Từ hôm qua nó cứ quanh quẩn bên con ấy. Chùm bong bóng nó vẫn buộc ngoài cửa sổ cái kìa. Ôi giời ơi, đây rồi. Ôi giời ơi, cô nghe tin mày chị ạ. À. Cô nghe tin mày mà cứ rụng rời hết cả tay chân. Con còn đau không con? Dạ, cũng đỡ rồi ạ. Thế chị là... Dạ, tôi là mẹ của cháu ạ. À. Ôi chết, tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá. Chị ạ, à, tôi quý thằng cháu này lắm. Chị cho phép tôi nhận cháu làm con nuôi nhá. Dạ. Này, mẹ có mua quà cho con đây. Thôi chết rồi. Còn túi cam tôi lại để quên ở dưới xe. Con quan gì thêm để mẹ mua. Dạ, thôi ạ. À, tôi xuống dưới nhà chị nhá. Dạ. Mẹ lên ngay đấy. Đây là cô Vượng, bán hàng cùng chỗ con mẹ ạ. Thế à? À, anh Thường tỉnh rồi, em thả bóng nhé. Anh ước điều gì nào? Ủa, khỏe không? Chào anh, các cháu ạ. Anh em mình ước rồi còn gì. Em chia bóng cho các anh chị cùng ước với. Các bạn hãy viết những điều ước của mình vào quả bóng, sau đó thả lên trời. Điều ước sẽ thành sự thật đấy. Ước cho Thường mau khỏe, tình cảm thế. Vô duyên. Ước trở thành người mẫu. Xin lỗi đại ca, xin lỗi đại ca. To ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ca ngân nga trong tiếng gió về. Mùa xuân mênh mang tô thắm đất trời, gió tung lên trời gặp nắng trong veo. Niềm vui theo em mỗi bước đến trường, đường đi thanh thang đến những chân trời, màu hoa muôn thuở lan ngát hương đời. Ngọt bùi cho nhau tuổi thơ tím ngát, lòng ta náo nức đón mùa xuân sang. Rộn ràng bên nhau cỏ hoa thơm ngát, vòng tay bạn bè đưa ta vào đời. Lời ca ngân nga trong tiếng gió về, mùa xuân mênh mang tô thắm đất trời, gió tung lên trời gặp nắng trong veo. Niềm vui theo em mỗi bước đến trường, đường đi thanh thang đến những chân trời, màu hoa muôn thuở ngát ngát hương đời. Gió tung lên trời gặp nắng trong veo, màu hoa muôn thuở.